Bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh yêu thích ẩm thực của Thúy. Lời đầu tiên thì Thúy xin mến chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là sức khỏe, thuận lợi, năng lượng và tràn đầy niềm vui. Đã rất là lâu rồi Thúy mới quay trở lại kênh yêu thích ẩm thực của Thúy. Có cả hơn 6 tháng rồi đã các bạn, 6 tháng Thúy dừng kênh và không đăng bất cứ cái gì trên kênh nữa. Thật ra là Thúy có một số vấn đề rắc rối về mã pin, nên Thúy nghĩ là kênh của Thúy đã bị khóa nên Thúy không có đăng trên YouTube nữa. Thúy định bỏ kênh luôn rồi đó các bạn. Từ cái ngày mà Thúy dừng kênh không có đăng video lên kênh nữa, lúc đó subscribe của Thúy chỉ có 1.300 thôi. Hiện tại thì hơn 6 tháng subscribe của Thúy đã lên 1.800 rồi đó các bạn. Thúy cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, tất cả các bạn khán giả đã vẫn luôn yêu mến Thúy, vẫn luôn xem những cái video cũ và đăng ký kênh cho Thúy, để mà mới có thể Thúy có thể tăng subscribe như vậy. Và cảm ơn tất cả các bạn cũ vẫn không có hủy subscribe của Thúy, cảm ơn rất là nhiều. Và đặc biệt Thúy xin chân thành cảm ơn ông Tính Trần Vlog, Quỳnh My Sola và đặc biệt là anh An Phước TV với cái kênh là An Phước TV đã giúp đỡ Thúy rất là nhiệt tình để Thúy có thể mở lại cái kênh yêu thích ẩm thực của ngày hôm nay. Hôm nay là Thúy rất là vui mừng. Ngày hôm qua Thúy vừa được đội nhóm của YouTube xác nhận mã pin cho Thúy, xác nhận danh tính cho Thúy. Thì Thúy rất là vui và hôm nay Thúy đến đây để thông báo cho các bạn cái tin vui này, là Thúy sẽ hoạt động lại cái kênh yêu thích ẩm thực này. Và nếu như mà không có khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ Thúy, mà không có anh những cái người anh làm YouTube cùng á đã giúp đỡ Thúy, thì chắc là Thúy đã bỏ kênh rồi đó các bạn. Và Thúy cũng vô cùng cảm ơn tất cả các bạn trong đội nhóm YouTube đã cho Thúy nhiều cơ hội để Thúy có thể xác minh được mã pin, xác minh danh tính để Thúy có thể tiếp tục cái kênh của mình lại. Thúy cảm ơn tất cả các bạn và đã làm phiền các bạn rất là nhiều luôn. Một lần nữa thì Thúy xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Thúy nha. Sắp tới đây thì Thúy sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái món ăn, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm nấu ăn của Thúy và những cái công dụng hay là những cái gì hữu ích cho cái kênh mình, để chia sẻ đến tất cả các bạn đang cái theo dõi video và kênh của Thúy. Thúy không biết nói gì hơn thì Thúy chỉ có những lời chia sẻ như vậy và thông báo mình sẽ làm lại kênh. Còn bây giờ thì Thúy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Thúy sẽ tiếp tục nấu những cái món ăn chia sẻ đến các bạn nha. Thúy tạm biệt tất cả các bạn.